Ôi, mấy giờ rồi mà các cậu vẫn còn ở đây? Sao sao, có chuyện gì à? Cả làng mình đang xúm lại, xem anh tiến sĩ về làng kia kìa. Sao cơ? Anh, hẳn là anh tiến sĩ, về làng hả? Làng mình có tiến sĩ trẻ thế, sao tớ chưa từng nghe cha nhắc đến nhỉ? Thế thì bọn mình cũng ra đó xem đi các cậu. Ừ, đi đi. Đúng là mấy đứa trẻ con, thấy đám đông là lang tới. Tiến sĩ thì cũng chỉ là một người học giỏi, đỗ đạt cao, chứ có gì đâu. Ơ kìa xoài, sao còn đứng đấy? Đây đây, đi thì đi, hiệu ứng đám đông kinh khủng thật. Rõ là mình không muốn đi mà vẫn cứ chạy theo chúng nó, kỳ cục. Thế là quan trạng đã về làng, thật vẻ vang cho làng Hạ. Từ ngày thành danh, hôm nay quan mới có cơ hội về thăm làng ta ấy nhỉ? Ấy, mọi người cứ gọi cháu là sĩ như ngày xưa thôi ạ. Cứ quan này quan nọ, cháu nghe không quen lắm. Nhanh quá, nhớ ngày ấy, tối nào tôi cũng làm cơm nắm cho cậu ăn lấy sức để học bài khuya. Thế mà giờ đã thành tài rồi. Dạ vâng, nếu ngày xưa không có những nắm cơm giúp đỡ của cô, chắc nhiều hôm cháu đã đói lả bên chõng tre rồi, không còn sức mà học. Còn tôi thì bỏ công bỏ việc, đánh xe ngựa dòng dã cả tháng trời mới đưa được cậu ấy lên kinh ứng thí đấy. Chắc cậu ấy chưa quên tôi đâu nhỉ. Công ơn của tất cả mọi người dành cho cháu, cháu vẫn nhớ mãi không quên ạ. Anh ấy làm quan to mà nhìn giản dị quá nhỉ. Thì ra anh ấy chỉ có một thân một mình, được cả làng cưu mang. Bảo sao mọi người kéo tới đây đông vậy? Dạo ơi, tớ thấy họ tới đây để kể công thì đúng hơn là ôn lại kỷ niệm. Kiểu gì cũng có người muốn xin xỏ, nhờ vả cho mà xem. Đúng là xoài, mớ miệng ra là nói chuyện vật chất. Để rồi xem, tớ lạ gì? Những người đến vay tiền cha tớ cũng hay kể lể chuyện ngày xưa như thế lắm. À, làm nghề đánh xe ngựa bao năm, bây giờ xương cốt của tôi già yếu lắm, không cố nổi nữa. Cậu sĩ cho tôi vay một ít tiền, mua mảnh vườn trồng rau dưỡng già được không? Ôi dào ơi, tiền mua một mảnh vườn với quan lớn thì có là gì cơ chứ? Chắc chắn cậu ấy đồng ý rồi. Anh sĩ à, mẹ em xưa nay thức đêm giã gạo, thổi cơm bán cơm nắm. Bây giờ cao tuổi mắt quáng gà, cần nhiều tiền chữa lắm. Mà nhà em thì nghèo, anh có thể cho em xin ít tiền đưa mẹ tới thầy lang giỏi chữa mắt được không ạ? Chuyện này để cháu cân nhắc, rồi sẽ từ từ giúp từng người một, có được không ạ? Mọi người đến để hàn huyên hay đến để đòi nợ ân nhân hả? Cháu nó đã làm quan nhưng còn trẻ vậy, làm gì có nhiều tiền cho vay. Bà ơi, người trẻ tuổi không có tích cóp là đúng, nhưng mệnh quan triều đình đây á, ăn trên ngồi chốc, kiệu xe đưa rước, thúng vàng thúng bạc anh ấy cũng có ấy chứ ạ. Phải đấy, lẽ ra thành danh rồi á, anh ấy phải tự cho lại mọi người, cảm tạ những ân huệ khi xưa. Đằng này á, ân nhân đã mở miệng hỏi vay mà còn xem xét, sao mà keo kiệt thế. Đấy, thấy chưa, chuyện này tôi thấy nhiều rồi, kiểu gì trong số họ cũng có người vay tiền nhờ vả rồi lu loa lên. Ừ, đúng là tiên tri xoài. Xin mọi người hãy bình tĩnh đã, quả thực là cháu không có nhiều, cho cháu thêm thời gian, cháu sẽ nghĩ cách ạ. Được, chúng tôi đợi tin tốt từ quan lớn. Chắc quan lớn sẽ không vì chút tiền lẻ mà bỏ lên kinh sớm đâu nhỉ? Không đâu, ai lại làm thế? Vâng vâng, mọi người cứ yên tâm, để cháu nghĩ cách ạ. Quả thật là khó cho mình quá, mình đâu có nhiều tiền đến thế, đau đầu ghê. Sĩ à, cháu đỗ đạt làm quan mới về làng, bà con vui mừng lắm. Nhưng cháu đừng buồn lòng người làng mình nhá, họ khổ quá nên mới nhờ vả. Thực lòng mà nói, cũng chẳng ai tham lam gì đâu. Vâng ạ, cháu chỉ buồn vì mình chưa đủ sức để san sẻ hết gánh nặng, khó khăn với những ân nhân khi xưa thôi bà ạ. Không có những nắm cơm giúp đỡ của cô Sửu, không có chú Tuất vất vả cả tháng đưa cháu lên kinh, và còn nhiều nhiều sự giúp đỡ của bà con, thì cháu đã không có ngày hôm nay rồi.
cháu nhất định phải nghĩ cách giúp họ. Ôi, diều lên cao chưa kìa, để tớ thả một lúc đi. Từ từ đã, để lên cao thêm chút nữa đã. Lên cao rồi đấy, để tớ thả cho. Ơ, để tớ. Kìa các cậu, kia có phải là anh Sĩ không nhỉ? Đúng là anh ấy rồi. Chúng em chào anh ạ. Chào các em. À, em chính là Hùng Xiêm có phải không? Vâng ạ, nhưng anh biết em ạ. Sao lại không chứ? Em là cậu bé thần đồng, đã bao lần giúp triều đình đấu trí với quan sứ phương Bắc. Anh rất ngưỡng mộ em đấy. Thế ạ? Tại trong triều có nhiều vị quan quá, nên em không biết anh. Anh chỉ là quan nhỏ, em không biết là phải thôi. Anh ơi, có chuyện gì mà anh ngồi đây trầm ngâm thế? Tớ đã bảo là anh ấy buồn phiền vì có người vay tiền mà. Không phải, tớ nghĩ anh ấy đang tính xem tối nay ăn gì. Mít mật đúng là... Chắc là anh đang lo lắng việc trong triều đúng không ạ? Đúng là có nhiều người tới vay tiền anh thật các em ạ. Anh tuy là tiến sĩ, nhưng lương thưởng có hạn, chỉ đủ nuôi vợ con và gia nhân. Quả thực, anh không dư giả để cho nhiều người vay như vậy. Thôi anh ạ, mình có nhiều thì giúp nhiều, có ít giúp ít, anh nghĩ ngợi làm gì cho mệt. Nhưng không giúp được, anh thấy áy náy lắm. À, em có cách này ạ. Hay, cách này hay quá. Lều thơ, nghe lãng mạn quá anh ạ. Ở giữa cánh đồng có cái chòi gì thế nhỉ? Chúng ta cũng lại đó xem đi. Trong 3 ngày tới, tiến sĩ sẽ vẽ tranh làm thơ ở đây. Mỗi người đến xem thì mất 1 đồng ạ. Ôi, nét chữ đẹp quá nhỉ. 3 ngày sau. Sau 3 hôm, chúng ta đã thu được một khoản tiền kha khá. Vậy là anh có thể dùng nó để giúp lại những ân nhân khi xưa rồi. Cảm ơn các em. Vâng, đây là những thứ anh đáng được nhận ạ. Nhưng anh định cho họ tiền như thế sao? Lần sau họ lại vòi vĩnh tiếp thì biết giúp đến bao nhiêu cho đủ. Anh nghĩ rồi, cho tiền không phải là biện pháp tốt nhất. Anh sẽ giúp họ bằng cách tạo kế sinh nhai, hỗ trợ họ hết mức để họ có thể tự lập, tự lo cuộc sống cho họ một cách lâu dài. Anh đã giúp họ mua lúa giống, mua cá giống, có vốn nhỏ đi buôn, họ chắc là vui lắm. Làng Hạ thật vinh dự khi có một vị quan thông minh và liêm khiết như anh. Những ngày qua, nhờ được sự ủng hộ của bà con trong vùng mà cháu đã có được một khoản tiền nhỏ. Cháu đã chia đều ra để hỗ trợ mọi người. Ngoài số tiền dùng để giúp mọi người trong lúc cấp bách, ở đây có rất nhiều lúa giống, cá giống, cây giống. Mọi người mang về lao động sản xuất, chắc chắn cuộc sống sẽ khá hơn ạ. Cảm ơn cậu Sĩ, vậy là chúng tôi đã trách nhầm cậu rồi. Cháu có được ngày hôm nay đều là nhờ sự chung tay cưu mang của cả làng. Sau này mọi người có khó khăn gì, hãy cứ tìm cháu. Cháu sẽ cố gắng hết sức, không nề hà gì đâu ạ. Cậu Sĩ đúng là niềm tự hào của làng Hạ chúng ta. Cháu thật tốt bụng và nhân từ.